Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hồ sơ FIFA. Đây là một chương trình giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về những cầu thủ nổi bật trong FIFA 23. Và số đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu Robert Lewandowski mùa 14T. Robert Lewandowski, vị trí sở trường tiền đạo. Ngày sinh 21 tháng 8 năm 1988, chiều cao 1m85 và cân nặng 79kg. Tại Bundesliga mùa giải 2014-2015, nhắc đến vị trí tiền đạo cắm xuất sắc, chắc chắn ai phải kể tên Lewandowski đầu tiên. Bởi mùa giải vừa qua là quãng thời gian mà chàng tiền đạo Ba Lan này chơi bùng nổ với 25 bàn thắng trên khắp các mặt trận, góp phần giúp Bayern Munich bay cao tại giải quốc nội. Và với bộ thẻ 14T, dàn chỉ số của Lewandowski cũng được thể hiện một cách hợp lý với phong độ xuất sắc kia. Điều đầu tiên thực sự nổi bật của Lewan chính là khả năng chạy chỗ rất thông minh. Bộ chỉ số phản ứng 84, chọn vị trí 87, giúp anh biết cách chạy tách hậu vệ đối phương một cách khéo léo và tìm khoảng trống đúng thời điểm chờ những đường kiến tạo. Việc đánh hơi bàn thắng cũng tuyệt vời như ngoài đời, cộng với sức dướn tốt sẽ khiến anh trở thành một hiểm họa thực sự cho đối phương. Những pha dứt điểm của tiền đạo này mang uy lực lớn, bóng đi căng, ít xoáy và khá hiểm. Các bạn nên sử dụng khả năng sút CD hoặc D để có thể gây khó khăn cao nhất cho thủ môn đối phương. Những pha sút xa như kẻ chỉ sẽ tô điểm cho các bàn thắng của bạn trở nên lung linh hơn. Khả năng tì đè của Lewan là khá tốt, bộ chỉ số thể lực, sức mạnh, thăng bằng khá đều nhau cộng hưởng cùng thể hình 1m85 và cân nặng 79kg đủ giúp cho anh không bị thua thiệt nhiều trong các pha đọ sức với các trung vệ cứng. Đôi khi có cảm giác Lewan rất lì đòn, khó đẩy ngã vì chịu ổn, lầm lũi tiến vào khung thành đối phương. Thêm nữa, anh này còn có skill ẩn miễn nhiễm với chấn thương nên rất ít khi chúng ta phải chịu mất người nếu gặp phải các đối thủ có xu hướng xấu chơi. Tầm hoạt động của Lewan là rất rộng, xu hướng công 2, thủ 2, lùi sâu lấy bóng sẽ giúp anh rất khó bị kiểm soát. Cộng thêm kỹ năng ban chuyền, chọc khe hoặc QW tương đối tốt sẽ giúp bạn có thêm nhiều phương án ghi bàn hơn, không quá phụ thuộc vào tiền đạo nào khác. Kỹ năng dê bóng và đỡ bóng của Lewan đã có sự tiến bộ vượt bậc so với chính phiên bản của mình là thẻ World Cup 2014. Những pha xử lý gọn gàng và xoay trở nhanh khiến anh chàng này hoàn thành tốt công việc làm tường hoặc đón những đường chuyền chọc khe bổng để dứt điểm. Con người không ai là hoàn hảo, vì vậy dù có những ưu điểm rất tuyệt ở trên, nhưng Lewan cũng có những điểm yếu cần phải làm quen để biết cách khắc phục. Đầu tiên chính là khả năng cản lướt. Với một phong cách đá cắm thuần túy, anh chàng này lại thiếu đi khá nhiều điểm để có thể thực sự tự mình tạo nên sự khác biệt. Với chiều cao 1m85 và nặng 79kg thì đây không phải là một thể hình đủ trâu bò để hút được những vị địch Hummel hay Terry. Thể hình chưa khủng, vậy thì cần tốc độ và thăng bằng để bù lại. Nhưng tiếc là các chỉ số này của Lewan cũng chỉ ở mức trung bình so với mặt bằng chung mà thôi. Kỹ năng dứt điểm cũng chưa phải là điều chúng ta có thể an tâm bởi chàng tiền đạo này. Sút thì căng thật, nhưng tỷ lệ vào cột và vào người thủ môn là khá cao vì độ xoáy của bóng gần như là không có. Những pha cứa lòng chưa có đủ độ cong mượt mà như mong muốn. Chân trái cũng là một vấn đề khi sử dụng để ghi bàn, còn không chiến thì lúc nổ lúc xịt. Tuy chọn vị trí chuẩn, chỉ số đánh đầu tốt, nhưng nếu bị kèm rác quá hoặc gặp các trung vệ có chiều cao khủng, là chắc chắn chúng ta sẽ thấy Lewan cũng còn nách đối phương mà thôi. Với xu hướng hoạt động rộng, nhưng thể lực chỉ ở mức chấp nhận được, đảm bảo rằng các bạn sẽ phải tính toán thật chi li để sử dụng Lewan đầy đủ 90 phút chứ chưa nói đến 120 phút gầy trên sân. Điểm yếu cuối cùng có lẽ cũng là điều đáng tiếc của riêng Lewan, khi chỉ số ẩn của anh gần như là trắng toát. Các kỹ năng trợ giúp cho tiền đạo trở nên sát thủ hơn thì anh đều không sở hữu. Kết luận, Lewandowski mùa 14T là một tiền đạo không quá khó sử dụng nhưng cũng không thuộc nhóm có khả năng một mình gánh team. Bộ phong cách chơi chuẩn mực cùng với những ưu nhược điểm được phân tích vừa qua, các bạn nên tận dụng khả năng di chuyển và ban chuyền để tìm ra vị trí thích hợp cho anh chàng tiền đạo này. Với mức giá tầm 12 cho đến 15 triệu EP, so với những tiền đạo cùng giá khác như Mario Gomez mùa 10U, Van Nistelrooy 8, Harry Kane 14T, Suarez World Cup 14, Ibra 14T, Pavlyuchenko 8, thì Lewan là một con bài rất đáng dùng với bản năng săn bàn của mình. Tôi xin phép được chấm điểm 8,5 trên 10 cho vị trí tiền đạo cắm của Lewan. Và số đầu tiên của chương trình Hồ sơ FIFA đến đây là hết. Nếu các bạn muốn đề xuất chúng tôi review về cầu thủ nào, hãy trả lời ở dưới comment hoặc gửi tin nhắn đến fanpage Fenai Sport TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.